đến năm nay là muốn cắt sao? Dạ, ngắn mà nó mát thôi. Ok. Nếu mà muốn ngắn mát á, thì bây giờ có một kiểu là Alilith. Cái kiểu này nó sẽ là rất là hot trong cái thời gian này. Em có muốn thử cái kiểu đó không? Dạ. Em biết cái kiểu đó mà đúng không? Ừ. Ok. Xíu em hai bên đây sẽ cắt xanh xanh vừa em ha. Cái độ giảm ánh này xíu có gì chỉnh lại sao ha. Dạ. Ok.